Bây giờ có nhiều cô đây trong những năm mà ngày xưa mình ở ngoài đời, thì ngày nay có khi có những cô ở đây cũng đã từng nhận được những bông hồng tặng em. Rồi nó sẽ dẫn các cô đi ăn cà lem. Hiểu chưa? Quê Nhật Đức thì ưa nói ăn cà lem, là ăn kem á. Thấy không? Nên rồi nó dẫn đi ăn kem xong rồi nó dẫn đi ăn cái gì mình cũng chưa biết. Và ngày hôm nay là cái ngày mà nhiều con người ta tặng quà, tặng bông hồng. Và cũng rất nhiều người nam nữ đã tạo một dấu ấn của ngày hôm nay. Mà cái dấu ấn ngày hôm nay có khi lại sản sinh ra những cái mà mình không mong muốn trong cuộc đời mình. Và ngày hôm nay xong rồi có khi những ngày sau này nó sẽ gây dựng ra những cái nghiệp đó là phải đi phá thai. Nên ngày hôm nay có những nơi như là khách sạn đồ có thể chỗ ở bị kín hết. Thường ngày chúng ta lỡ thấy còn vắng vẻ nhưng ngày hôm nay thì rất là đông. Và khi qua ngày hôm nay rồi có khi nó lại xảy ra những vấn đề là nơi mà phá thai lại đông người, thì tạo ra một cái nghiệp sát sanh. Còn hôm nay tất cả các cô đang ngồi đây, chắc chắn rằng có nhiều người hiểu được thì sẽ vô cùng ngưỡng mộ các cô. Vì chắc chắn rằng trong số lượng gần 100 cô ngồi đây, ngày hôm nay mấy cô sẽ không bao giờ có một cái tác dụng phụ gì của ngày hôm nay. Và mấy cô cũng không được nhận một cành hoa nào. Nhưng mà trên môi nở bao nhiêu nụ hoa hồng vô cùng đẹp. Thấy không? Cười lên đi. Đó. Ê, thấy không? Đâu có tặng một cành hoa nào cho riêng ai đâu. Nhưng mà quý vị coi đoạn phim ai cũng gương mặt tươi rói. Cha mẹ khi coi thấy cũng mừng, cũng vui. Còn những cô ngồi đây mà có vài ba cô mà chồng bỏ chồng chê, thì nếu như những thằng chồng đó mà coi được thì nó cũng vô cùng ngưỡng mộ các cô. Nó nói rằng em đã chọn con đường đúng rồi đó em. Còn tôi hôm nay vô cùng tàn tạ. Thấy không? Một ngày nào có khi tôi sẽ đến chùa để cùng tu với em. Nhưng mà sẽ cho anh qua bên chùa bên kia. Chứ không được ở chùa này. Hiểu không? Nó có nghĩa là quý vị biết rằng là khi công đoạn này mà quay lên thì rất nhiều người trẻ sẽ cảm giác những cái tư tưởng ý nghĩa về cuộc sống nhân sinh, ý nghĩa gì một đời người. Con người ta có thể chạy theo danh lợi cả đời để tạo ra một sự nghiệp. Nhưng cuối cùng con người chúng ta khi một hơi thở thở ra, không hít vào, thì tất cả những sự nghiệp trong cuộc đời chúng ta, những điều mà chúng ta tích lũy đó, nó đều không đi theo ta. Mà trong khoảng thời gian chúng ta tìm kiếm vật chất thì chúng ta lại tạo ra rất nhiều cái nghiệp trong cuộc đời. Mà nghiệp thì đi theo mình, mà của cải vật chất thì để lại cho cuộc đời này. Thật sự mà nói thì nếu suy nghĩ kỹ ra thì một đời của người chúng ta vô cùng vô nghĩa. Cho ra nhiều nhưng lấy lại được bao nhiêu? Không. Thật sự mà nói có những người nữ ở đây cũng đã từng có gia đình. Mình cho ra rất nhiều nhưng mà lấy lại được bao nhiêu? Một nụ cười được có mà bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống. Đúng không? Nhiều lắm. Còn hôm nay ở đây thì chúng ta mỗi ngày nuôi các cụ già, nấu ăn cho các cụ già, lau dọn phòng cho các cụ già. Làm những việc đơn giản thôi mà cuộc đời của người chúng ta lại tích lũy một cái phước báo rất lớn. Nên cái ý nghĩa của đời người đây là cái việc làm cao thượng đặc biệt. Và niệm Phật cầu vãng sanh là một tư tưởng tuyệt vời. Mà Đại sư U Đàm người nói rằng người niệm Phật cầu sanh cực lạc là hoa sen trắng trong loài người, là bậc tôn quý trong loài người. Bậc tôn quý trong loài người là gì? Là làm những việc ý nghĩa hướng người về chỗ giải thoát. Mà ta không chi cầu vật chất gì hết, nhiệt tình hết mình mà không cần kể công. Đây là bậc tôn quý trong loài người. Bậc tôn quý trong loài người chưa chắc rằng một người có địa vị và giàu sang. Vì bạn có địa vị giàu sang trong cuộc đời này, chúng ta đã nhìn qua bao nhiêu thời đại người có địa vị giàu sang, nhưng rồi cuộc đời họ cũng đi qua, rồi cuối cùng họ cầm theo những gì. Nên chúng ta bây giờ nghe đạo biết tu, làm những việc ý nghĩa này thật sự là ý nghĩa trong cuộc đời. Nên những đức mong tất cả các cô này đều là những hành giả hướng người đi đến
thế giới Cực Lạc đều là những con người cùng chung tay với những đức để nuôi các cụ già, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời này. Chúng ta đem cái mạng này ra cược trong cuộc đời này làm việc ý nghĩa thì không có gì chúng ta làm không được. Chúng ta hôm nay không có tiền, chúng ta chỉ có cái mạng, đem cái mạng ra cược luôn. Nếu như chúng ta mở công ty thì càng phải có vốn để mà đầu tư chung với người ta. Còn hôm nay chúng ta không có vốn gì, chúng ta chỉ có cái mạng để làm vốn. Mà cái mạng này một ngày nào bỏ ta, mà bây giờ chúng ta dùng cái mạng này để làm vốn, để tạo ra phước đức. Như vậy thì đây là việc thật sự là ý nghĩa trong cuộc đời người. Chắc chắn. Nên một năm giờ thì có những cô đã có thời gian ở đây rất lâu, nhưng mà các cô chọn con đường của các cô, nên một hai cô cũng đi ra khỏi chùa. Nhưng Đức nghĩ rằng là có những công đoạn này quay lên, các cô có khi cũng coi được, các cô có khi cũng còn cơ hội để chúng ta trở về cái nơi mà chúng ta thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Và nhiều cô thì muốn phát tâm đi tu nhưng không biết đi tu ở đâu. Thì khi coi qua công đoạn này, chúng ta lại thấy rằng có một tổ chức rất nhiều người trẻ và làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, đó là nuôi người già, hướng người già đến chỗ giải thoát. Đây là việc rất ý nghĩa trong cuộc đời chúng ta. Thì nhìn qua công đoạn này cũng là một cái thông điệp để gỡ đến tất cả những người có tâm muốn đi tu phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Từ người nam có tâm quyết, từ người trẻ có tâm quyết, người nữ, chúng ta cùng đi đến những điểm chùa này để cùng chung tay nuôi người già. Đây là việc rất ý nghĩa. Và nhiều cô chồng bỏ chồng chê thì cũng có cơ hội được đi đến chùa để nuôi người già. Trong khoảng thời gian cuộc đời còn lại, chúng ta sống và làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, đây là điều chúng ta rất là mừng, rất là mừng đó. Nên mong rằng những điều những đứa chia sẻ, cả các cô ở đây nghe cũng được lợi ích, mà những công đoạn này quay lên và các cô được khắp nơi nơi người ta coi. Có khi buổi này mấy chục ngàn người người ta coi, các cô được kết duyên với vài chục ngàn người. Những gương mặt này chắc chắn rằng hàng Phật tử khắp nơi coi qua và thấy rất là thân quen. Họ vừa nấu ăn, phục vụ đại chúng, làm tất cả các việc trong chùa, và từ ban bệ giữ tiền hay coi việc này việc nọ, tất cả điểm chùa họ đều có nhúng tay vào để lo công việc. Và dịp Tết họ cũng hát, họ cũng nhảy múa để cho các cụ già được vui, quý vị cũng coi qua. Họ cũng làm trò này trò kia cho các cụ già được vui, thấy không? Quý vị thấy, chúng ta ngoài đời mình có một người chồng thôi, mình làm trò mà chồng mình nó còn chưa chấp nhận, chưa vừa bụng. Vậy mà mình vô đây mình làm trò cho bao nhiêu trăm người, người ta vui cười. Đây là điều hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chúng ta mà làm được. Cha mẹ của các cô sanh các cô ra, nuôi các cô khôn lớn. Các cô làm những việc này là những việc mà cha mẹ các cô cảm thấy nở mặt nở mày lắm. Hãy nhớ, ban đầu chúng ta đi tu cha mẹ mình chưa hiểu, cha mẹ của mình thấy mình thê thảm khi mình đi tu. Nhưng quý vị hãy bình tĩnh ngồi nhận thức. Đứa con gái ở nhà đi có chồng và đứa con gái đi tu này, thì 4-5 năm sau quý vị sẽ nhìn nhận lại hai đứa con này. Đứa có chồng có khi te tua tả tơ, có khi còn bị chồng đánh, ẵm con về cho quý vị nuôi. Nhưng đứa con đi tu này có thể nó nuôi quý vị về tuổi già. Có thể 5 đứa con mà 4 đứa con ngoài đời chưa chắc nó nuôi quý vị. Nhưng đứa con trong chùa này 100% là nó nuôi quý vị. Chỉ có cái quý vị chưa chịu vô đây thôi. Thế nếu như tuổi già mà quý vị chịu vô đây là những đứa con gái này nhất định sẽ nuôi quý vị. Vì sao? Vì cha mẹ người ta họ còn nuôi thì làm gì họ không nuôi cha mẹ họ. Hãy nhớ cái câu là mình sanh con, nuôi con, dạy con. Đừng bao giờ kêu nó nuôi mình, mà mình hãy kêu nó lo cho chúng sanh, giúp người, thì chắc chắn nó sẽ giúp mình. 100% nó sẽ giúp mình. Nên những đức tin 100% với tất cả các cô đây, đối với cha mẹ người ta các cô còn nuôi thì cha mẹ các cô nuôi 100% là nuôi được. Và các cô không bị vướng bận cái chuyện muốn nuôi cha mẹ mà chồng cản.
Hoặc là những chú trong chùa muốn nuôi cha mẹ mà vợ cản không có. Các cô có quyền nuôi cha mẹ, những đức vô cùng ủng hộ. Các chú được quyền nuôi cha mẹ, những đức rất ủng hộ. Còn ngoài đời có khi chúng ta muốn nuôi cha mẹ mà chồng không đồng ý. Hoặc là chồng muốn nuôi cha mẹ mà vợ không đồng ý. Nên có sự trở ngại khi nuôi cha nuôi mẹ. Nên cái ý nghĩa này rất đặc biệt. Những đức nêu lên cho các cô được nghe ngày hôm nay là ngài cũng ý nghĩa đối với phái nữ. Ngoài đời tặng quà cáp quá trời luôn, thấy không? Còn ở đây chúng ta được ngồi nghe giáo dục giờ này là thôi, cặp nó chạy ngoài đường nheo nhóc. Hồi nãy như đức chạy qua Đại Tùng Lâm đi dọc đường, như đức thấy đúng là ngài lễ hoa tùm lum. Nó bán tứ tung lang tang hoa nên nó gọi là ngày lễ hoa tùm lum, thấy không? Đó, rồi cặp đi, rồi có những cô thì cầm những đó hoa cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ha. Nó, hạnh phúc này giống như là hoa nở dội tàn, cầm nhí nhảnh chút xíu cũng là thấy mình hạnh phúc lắm một chút xíu à, thấy không? Nhưng mà các cô đây ngày nào cũng có nụ cười, thấy chưa? Hồi sáng giờ các cô cười quá nhiều, sáng cười một chập, trưa cười một chập, chiều cười một chập, giờ này cười một chập, tối về chị em ngồi chơi với nhau cười thêm một chập, một chút ăn uống cười rất nhiều chập. Và các cô không bị thằng nào đập, cái này mới đặc biệt, hiểu chưa? Cái này mới là đặc biệt này mấy cô, thấy không? Đó, nên là nói vậy để cho tất cả người nữ khắp nơi nghe để nhận thức, thấy không? Đó, đây là cái ý nghĩa này đặc biệt chưa? Nó ý nghĩa của đời người, thấy chưa, đặc biệt không? Nên các cô mà vô đây tu rồi phải tự tin là mình tu được, người ta tu được, mình tu được. Nó như ngày xưa như đức mới vô chùa còn hô hơn bà Đạo, mà bây giờ còn coi được. Bà Đạo ngày xưa còn hô hơn người hô kia, mà bây giờ bà còn đỡ hô. Đạo này bà cũng hảo tướng vậy đâu, nghe không? Nó đây bà Liên Bạch ngày xưa mới vô nhìn cái mặt như con mèo, mà bữa nay nhìn bà đẹp quá trời, cái đầu bóng ngờ, cái sức dầu dừa không? Không hả? Trời ơi, ồ sư cô này cái đầu còn bóng ác đạn nữa. Làm như họ trong chùa vì cái năng lượng của họ tích lũy hay sao, cái đầu ai cũng bóng đi nè. Liên Diệu rồi Liên Minh, cái đầu bóng quá trời. Ở đây là cô Liên Giác, Liên Đạo, Liên Thanh, Liên Xá, Liên Xa, rồi Liên Hoa, thấy không? Đó, đây phía sau này cô Hải. Cô Hải này 60 tuổi quý vị, mà nhìn rất trẻ chung, da mặt mịn mà còn hơn gái 17. Quay ngay cô Hải nghe, vậy thấy không? Nó còn bà Liên Bạch này cũng 55 tuổi, thì thấy trẻ mà gọi là vô cùng. Ngày xưa mẹ như đứa 49 tuổi mà già gấp mấy lần bà Bạch này, không? Nó thì thấy người đi tu tự nhiên cái tâm trạng họ đặc biệt, nó nói trẻ vì đó. Đây là nội bộ mà có những người nhỏ nhỏ đang tiến lên đó, mấy đứa nhỏ cố gắng lên nghe con, để sau này mình cũng tiếp tục phục vụ chúng sanh, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Chúng ta cố lên nghe. À, rồi chúng ta nguyện đem cái sự bình an niềm vui này nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh ai cũng được sự bình an, có niềm vui và có thể nhận thức được ý nghĩa trong cuộc đời người là gặp được Phật pháp, tiếp nhận giáo dục và biết niệm Phật, biết tu hành. Dù sống ở bất cứ nơi nào cũng đừng nên bỏ Phật pháp, vì Phật pháp là một giá trị rất đặc biệt để giúp chúng ta một đời này được giải thoát và hướng về cảnh giới giải thoát mà đi. Một con người mà hướng về chỗ giải thoát thì tức khắc con người chúng ta sống rất là ý nghĩa trong cuộc đời này. À, chị em ngồi chung lại với nhau hết. Như bữa nay giờ này nhiều người nữ trẻ bên ngoài, nào là có bạn trai đồ dẫn đi chơi đồ, mua cho một cành hoa nhí nhảnh, rồi chở vòng vòng biển Vũng Tàu, rồi chút thì chở đi đâu cũng không biết. Nhưng
chúng ta hôm nay giờ này nhiều người ở đây cũng trẻ, nhưng mà chúng ta được cái duyên được ở trong ngôi Tam Bảo. Hôm nay những đức học một đoạn pháp ngắn, đó là ý nghĩa của cuộc sống là gì. Đề học này đặc biệt lắm nha. Ý nghĩa của cuộc sống là gì? Chắc chắn rằng là rất nhiều người sẽ nhận thức rằng muốn biết là cuộc sống ý nghĩa là gì. Ý nghĩa của cuộc sống con người chúng ta là làm những việc có ý nghĩa trong cuộc đời. Nhớ, khi cha mẹ mình cho mình cái thân này, chúng ta có được cái thân này, nếu như là cái duyên chúng ta chỉ là đi có gia đình và có một hai đứa con để tạo dựng một gia đình hạnh phúc thôi, thì đó cũng là một cái ý nghĩa của đời người mà bình thường thôi. Còn nếu như chúng ta được đi tu, đi phục vụ chúng sanh, làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, giờ này chúng ta được ngồi nghe giáo dục, chúng ta không phải là có một anh chàng nào chở đi vòng vòng công viên, hoặc là bãi biển, hoặc là đi ngắm sao, hoặc là lên núi đi hóng gió, hoặc là đi khách sạn, hoặc là nhà hàng quán ăn. Nhưng mà giờ này chúng ta được ngồi để mà học tập giáo dục, để đưa lên một tư tưởng, một lối sống, một ý nghĩa, sống làm sao để cuộc đời mình được lợi mình mà lợi người, và mang cái thân mộ của cha mẹ cho mình để mà mình làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Mà trong cuộc đời này mấy cô có nhiều cái ý nghĩa là giúp rất nhiều người khi đủ duyên về ngôi Tam Bảo, nhất là những người già hoặc người trẻ, mà đa phần là chùa mình nuôi người già, nên các cô được cái duyên làm việc này, đây là một cái việc làm rất ý nghĩa và rất cao thượng. Quý vị nhớ, cuộc đời con người chúng ta có khi học thức rất là cao, nhưng mà mình làm việc gì đi chăng nữa thì mình cũng phải nhận tiền. Nhưng mà tất cả chúng ta làm việc cho chúng sanh, mình không có lãnh lương, mình không có nhận tiền riêng. Đây là cái ý nghĩa đặc biệt nhất. Những đức thấy trong đây cũng có những cô chúng ta cũng đã từng có gia đình, thì những đức cũng thường hỏi các cô rằng cái khoảng thời gian từ khi lớn lên và có gia đình và có con và nuôi con, và giữa chừng nó gãy gánh, và chúng ta từ khi vô ngôi Tam Bảo tới giờ, tới hôm nay, có những cô 2, 3 năm, 3, 4 năm, 5, 7 năm được ở trong ngôi Tam Bảo, thì những đức thường hỏi các cô là các cô thấy so sánh cái ý nghĩa thời gian ngoài đời và cái ý nghĩa của những thời gian chúng ta được ở trong ngôi Tam Bảo. Thí dụ như ngoài đời chúng ta 20 năm, vô ngôi Tam Bảo chỉ có 3 năm, thì chúng ta so sánh những ý nghĩa như thế nào? Thì các cô nói rằng là sống một ngày trong ngôi Tam Bảo còn có ý nghĩa hơn mấy chục năm ở ngoài đời. Vì ngoài đời chúng ta toàn bộ là làm rồi có tiền, rồi xài, rồi ăn chơi, hoặc là hưởng thụ một cái việc gì đó. Nhưng trong ngôi Tam Bảo chúng ta thì mỗi ngày phục vụ chúng sanh mà chúng ta không lãnh lương. Gọi là chúng ta ngoài đời thì làm có tiền để xài hết, nhưng trong ngôi Tam Bảo thì chúng ta lại tích phước. Tích phước là phước duyên theo mình. Nên những đức quay những cái công đoạn này để cho tất cả những người trẻ, những người mà có chí hướng làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, những việc mà thiện nguyện giúp người mà không cần đòi tiền bạc vật chất, mà lại có được những ngày tháng bình yên. Nên người xưa nói câu rằng lo cái lo trước thiên hạ, vui cái vui sau thiên hạ. Nhưng thật sự thì lo cái lo trước thiên hạ thì ta đã vui trước thiên hạ, chứ không phải là vui sau thiên hạ. Nhưng mà mình luôn luôn nghĩ cho người ta, mình chấp nhận vui sau người ta và ăn sau người ta. Nhưng thật sự thì khi cho người ta ăn ngon, dù mình ăn đồ thừa đi chăng nữa mình cũng cảm thấy dư giả. Tại vì mình thấy người ta ăn được ngon là mình cảm thấy mừng. Đây là một cái cảm giác của người phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Nhớ. Nên mỗi một con người chúng ta làm những việc ý nghĩa, thì chúng ta quay lại những công đoạn này, nêu lên những cái ý nghĩa trong cuộc đời mình, sống và làm những việc có ý nghĩa. Nên các cô khi đi vào ngôi Tam Bảo này, tất cả các cô đều sống rất có ý nghĩa mỗi ngày. Và quý vị coi những đoạn phim này, hay cha mẹ ở phương xa coi những công đoạn này, thấy rõ ràng con của mình vào đây tu học mập mạp hồng hào, mặt mày sáng sủa, thấy cái đầu càng ngày càng bự, có nghĩa là thông minh nên não nó lớn ra.
Nếu như mà bây giờ mà mình sống mà mình lo lắng giết nó teo não thì đầu nó nhỏ lại. Như những đức đi vô trong chùa, những đức tu, những đức an lạc thì so sánh ngày xưa và bây giờ thì đầu những đức bự hơn nhiều lắm. Ngày xưa cái đầu được 1 ký nhưng bây giờ cái đầu tới 1,5 ký. Tại vì sao? Vì những thời gian chúng ta suy nghĩ cho chúng sanh nên bộ não chúng ta được bồi dưỡng năng lượng, và bộ não chúng ta được tích lũy những cái điều tốt nên não nó no tròn. Còn nếu như ngoài đời mình cứ lo cho cá nhân mình, giết não bị teo, hiểu chưa? Nên đầu giết từ từ còn có chút xíu. Nên mỗi một con người chúng ta sống mà được làm những việc ý nghĩa này quý lắm. Nên hôm nay á, những đức ngồi nói chuyện với các cô, quay lại một đoạn phim ngắn, rồi một chút qua bên kia có đồ ăn thức uống, những đứa cùng với các cô ngồi ăn uống như một người, một đại gia đình. Xong rồi về chị em đồ, các khu các cô được ngồi chơi với nhau, nó ý nghĩa và nó vui vô cùng. Nếu như ngoài đời thì một số người tuổi trẻ này bữa nay mà có thằng nào chở đi thì cũng cảm thấy mừng, nhưng nếu bữa nay mà không có thằng nào chở thì cũng cảm thấy cô đơn và thấy cuộc đời mình tuổi cho thân phận má hồng, không có thằng nào nhìn ngó tới, hiểu không? Còn hôm nay thì các cô được ở trong đây chơi với chị em, nó không có suy nghĩ cái cô đơn, không có cô đơn quạnh quẻ, nên mình mẩy các cô phần nhiều ít ghẻ. Mấy cô ở đây sống bình thường. Nhưng quý vị coi những đoạn phim quay lên đi, hình như là sắc diện cô nào cũng hồng hào và khỏe, dù không đánh kem gì hết nhưng mà mặt mày cũng mịn màng, không phải nổi mụn tùm lum, hiểu không? Chúc tất cả các cô ngồi đây và tất cả các cô khắp nơi nơi, ai coi qua công đoạn này hay không coi qua công đoạn này, cũng chúc cho tất cả những người nữ luôn luôn hưởng được sự bình an và gặp được những điều tốt lành trong cuộc đời, và luôn luôn sống được hạnh phúc tốt đẹp. Và cuối cuộc đời, chỗ đặc biệt nhất là chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp ép ta đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.